Thưa quý vị, vừa qua Đà Nẵng lại tiếp tục ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong khu công nghiệp. Và lần phát hiện này đáng lo ngại hơn khi mức độ lây lan rất nguy hiểm. Việc siết chặt các biện pháp phòng dịch tại các khu công nghiệp đã được thành phố lưu ý nhiều lần. Và với lần bùng phát này thì yêu cầu đó càng phải được thực hiện nghiêm ngặt hơn nữa. Ngày 14 tháng 7, công ty điện tử Việt Hoa ghi nhận một ca mắc COVID-19 là công nhân của công ty. Ngay lập tức, các biện pháp phòng chống dịch đã được kích hoạt với tinh thần khẩn trương cao nhất, bởi công ty này có đến hơn 4.500 công nhân. Cùng với việc phối hợp xử lý ổ dịch này, quận Liên Chiểu cũng nhanh chóng truy vết và rà soát lực lượng công nhân đang cư trú trên địa bàn để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Các lực lượng tổ COVID địa cộng đồng, rồi lực lượng y tế của địa phương và tuyên truyền thông báo lực lượng công nhân ở trong khu dân cư là chủ động khai báo y tế, và đồng thời quận cũng thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến F0, F1 để kịp thời phong tỏa, truy vết. Tổ quận cũng cho rà soát tất cả các hàng quán, chợ liên quan xung quanh khu vực khu công nghiệp. Đến nay, chuỗi lây nhiễm liên quan đến công ty Việt Hoa đã ghi nhận hơn 60 ca bệnh. Trước nguy cơ dịch lây lan rộng trong khu công nghiệp, nên công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục được cảnh báo ở cấp độ cao hơn khi những doanh nghiệp sản xuất có công nhân là F1, F2. Chúng tôi đã có những cái văn bản chỉ đạo và yêu cầu các cái doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp là nâng cao cảnh giác và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, và yêu cầu công nhân là hạn chế tiếp xúc và khai báo y tế đúng theo quy định. Hiện Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp và khu công nghệ cao với 490 doanh nghiệp, hơn 77.000 công nhân. Phương án 3 tại chỗ đã được một số doanh nghiệp triển khai áp dụng. Tuy nhiên, qua việc phát sinh ổ dịch tại công ty điện tử Việt Hoa, cho thấy còn có sự lúng túng, bị động khi xử lý từ phía doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu ban quản lý cũng như từng doanh nghiệp phải có kịch bản ứng phó cụ thể hơn. Kịch bản ghi định rõ ai chịu trách nhiệm, đưa về đâu, hướng xử lý ra sao, chúng ta có từng cái bước một và trong đấy có thời gian và cách thức triển khai. Rồi kể cả vấn đề lấy mẫu để tránh ùn tắc. Đối với ban quản lý, khi xảy ra một đơn vị thì kịch bản chúng ta sẽ kích hoạt kịch bản nào, nếu có 2 hoặc 3 đơn vị cùng liên tục nhau, hoặc là nằm mỗi doanh nghiệp nằm ở mỗi các khu công nghiệp thì chúng ta có cái ứng phó nó cụ thể. Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, việc siết chặt phòng tuyến tại các khu công nghiệp là rất quan trọng. Bởi nếu dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan ở đây, không chỉ làm đứt gãy chuỗi sản xuất mà còn có nguy cơ cao gây bùng phát dịch trong cộng đồng dân cư.